thưa quý vị, những năm gần đây, quý vị thường nói đến nền kinh tế xanh, kinh tế bền vững, tuần hoàn hay tiết kiệm năng lượng, nhưng có lẽ nhiều người trong chúng ta không biết liệu xu hướng này đang được thực hành, áp dụng ra sao trong đời sống xã hội, nhất là đời sống kinh doanh của doanh nghiệp. Tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chương trình triển lãm, xúc tiến thương mại để doanh nghiệp giới thiệu những dòng sản phẩm bền vững, sản phẩm xanh nổi bật của mình đến với người tiêu dùng, đối tác và khách hàng. Theo các chuyên gia, tại Việt Nam, rác thải nhựa xuất hiện ở nhiều nơi. Trung bình mỗi năm thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó có khoảng hơn 30 tỷ túi ni lông. Việt Nam đứng thứ tư trên 20 quốc gia ở top đầu với khoảng 0,28 đến 0,73 triệu tấn một năm, tương đương 6% tổng lượng rác thải nhựa ra biển của thế giới. Rác thải nhựa gây ra cái chết cho nhiều sinh vật, các hóa chất phụ gia trong sản phẩm nhựa có thể tác động trực tiếp đến con người và động vật. Từ thực trạng trên, nhiều doanh nghiệp Việt đã sáng tạo trong cách làm sản phẩm, đưa ra những dòng sản phẩm tận dụng từ rác thải nhựa. Như công ty này là một trong những đơn vị tiên phong trên thị trường trong việc làm ra những tấm nhựa eco từ rác thải nhựa. Doanh nghiệp đã biến rác thải nhựa thành một dòng sản phẩm có độ bền cao, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực ngành nghề, từ việc dùng tấm nhựa eco để làm sàn gác, sàn nhà, vách ngăn, tường ngăn, cốt pha, v.v. Điều này đã góp phần giảm ô nhiễm rác thải nhựa khi sản phẩm được tái tạo thêm nhiều vòng đời mới hơn. Tấm nhựa eco là sản phẩm xanh hướng đến là nhằm mục đích là để bảo vệ môi trường. Vì đây là một cái sản phẩm làm từ nhựa tái chế, nó hạn chế nhựa thải ra môi trường, làm tăng cái vòng đời của cái nhựa lên. Ví dụ như một cái sản phẩm nhựa thông thường, một cái chai nước chẳng hạn, anh chị sử dụng khoảng một tuần, một tháng hay là một năm gì đó, nhưng mà cái sản phẩm bên em á, nó ra là nó có tăng vòng đời sản phẩm lên đến 30 năm 50 năm. Nó có thể làm được nhiều ứng dụng khác nhau, ví dụ như làm sàn, làm vách ngăn, vách nhà, làm sàn nhà yến, rồi làm hồ chứa. Bên tôi sẽ thu gom rác thải nhựa và về xay ra rồi làm ra cái sản phẩm tấm nhựa eco. Hiện tại là bên tôi phân phối sản phẩm đi khắp cả nước, là từ Bắc vào Nam. Trong khi đó, cũng từ xu hướng xanh, bền vững và thân thiện môi trường trong những năm qua đang được quan tâm, đã làm nhiều làng nghề về mây tre đan thủ công mỹ nghệ của doanh nghiệp có thêm những thị trường và khách hàng mới. Như những sản phẩm này của một đơn vị ở tỉnh Ninh Bình, từ các loại chén, dĩa, khay, chậu, bàn ghế, mành tre, gương soi, v.v. đến những chiếc túi, hộp đựng đồ hay các loại đèn, sản phẩm trang trí khác đều được làm từ nguyên liệu cơ bản là thân cây tre, nứa, rơm. Nhưng đặc biệt hơn, sản phẩm còn được khảm trai, đem đến sự sang trọng, hiện đại, tạo nên phong cách mới cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cây tre. Có lẽ cũng chính sự thân thiện với môi trường theo xu hướng xanh như thế này mà doanh nghiệp đã xuất khẩu đi nhiều thị trường khó tính, nơi mà sự ưa chuộng sản phẩm bền vững đang ngày một gia tăng. Dòng sản phẩm trên đã có mặt ở nhiều quốc gia như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. Bên tôi thì tất cả là đều là hàng thủ công mỹ nghệ, chủ yếu là từ vật liệu là từ mây tre đan lục bình. Khảm trai thì cái này là cái vật liệu mới phát triển của bên tôi mà bán rất là tốt, nó đang rất là chuộng, rất thịnh hành, tại vì là cái đấy là những cái vật liệu mà tái sử dụng, như cái vỏ trứng, như cái vỏ chai đấy là tái sử dụng để cho nó thân thiện môi trường. Cái này thì phải đi theo là nghề. Thường những sản phẩm của bên tôi là các hộ dân là tận dụng cái thời gian nhàn rỗi của các hộ dân. Người tiêu dùng bây giờ đang rất là chuộng, bây giờ mọi người là đang muốn những cái sản phẩm thân thiện môi trường. Một phần em muốn trải nghiệm thử sản phẩm của bên đây thử, dạ. Tại nó cũng một phần thân thiện với môi trường, dạng như ghế tre hay là mấy cái nẹp cửa. Em mua tô bằng gỗ thủ công nhìn rất là đẹp. Cái bề ngoài nó cũng bắt mắt mà bên trong nó là tre, vật liệu tự nhiên thì nó tốt hơn. Em luôn muốn sử dụng những cái vật liệu từ thiên nhiên như vậy. Cùng với những xu hướng sản phẩm trên, hiện nay trên thị trường chung về sản phẩm kinh doanh bền vững, một trong những vấn đề quan tâm của doanh nghiệp là làm sao giảm tiêu hao điện năng, giảm bớt đốt lò than củi. Do đó, những sản phẩm liên quan đến năng lượng mặt trời có tính tiết kiệm cao đang xuất hiện nhiều trên thị trường để đáp ứng nhu cầu này. Khi mà thị trường trong ngành vật liệu xây dựng đang cần những sản phẩm mới có tính bền vững cao, bảo vệ môi trường, thể hiện tính truyền thống, môi trường sinh thái và hiện đại của toàn xã hội, thì nhiều nhà sản xuất khác cũng đã đưa ra các máy móc, trang thiết bị để có thể giải quyết được những yêu cầu, đòi hỏi sản phẩm trên. Với những máy móc thiết bị mới có tính năng, chất lượng được nâng cao,
và những doanh nghiệp làm ra sản phẩm từ nhựa tái chế, làm thủ công mỹ nghệ từ tre như trên sẽ góp phần vào trong hệ sinh thái những doanh nghiệp xanh, bền vững nhằm đem đến cho thị trường những dòng sản phẩm an toàn, sản phẩm tái tạo và tuần hoàn phù hợp với xu hướng phát triển của Việt Nam và trên toàn thế giới hiện nay.